Tết đến xuân về, anh em muốn tìm à có AK dòng xanh hay SK cá mập đen, hãy đến ngay với shop la gió.vn. Shop duy nhất có nick đúng yêu cầu của bạn, giá thì học sinh nhưng chất lượng thì cực kỳ phụ huynh. Đặc biệt có cơ hội nhận ngay kim cương khi tham gia bất kỳ vòng quay nào trên shop. Đây là shop bác chính thức và duy nhất hợp tác với mình. Đường link của shop mình sẽ để ở bên trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Do đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có buổi tối thật tốt lành nhé. Không biết là anh em trong kênh của mình ăn Tết tới đâu rồi, còn hết rồi. Và đặc biệt là đi học hay chưa. Có nhiều bạn ở nhiều tỉnh thành thì hiện tại đang dịch nên đâm ra là được nghỉ khá là dài. Lơ ngà lơ ngơ lại nghỉ Tết 3-4 tháng như năm ngoái thì toang. Chắc là anh em cũng đang thắc mắc là tại sao đợt này mình ra clip thất thường đúng không? Tại vì là mình đang ở quê mà anh em, mình chưa có vô lại nơi làm việc, đâm ra là nó hơi thất thường một chút, anh em thông cảm nhá. Chắc là 1-2 hôm nữa mình vào nơi làm việc của mình thì mình sẽ ra clip đều hơn. Ở nhà thì bị phụ thuộc khá là nhiều yếu tố, đâm ra nó mới bị thất thường như vậy đấy. Cái gì á? Cày thế nhỉ? 2 viên. Ê, có lựu đạn anh em ạ. Có lựu đạn thì mình xin. Máu đâu bạn ơi? Mình xin nha. May quá. May là bạn ấy chủ quan, đâm ra là mình lại có kill rồi. Không có MP à? Sắp tới chúng ta sẽ có cây MP40 mãng xà nâng cấp. Thì nhiều anh em hỏi là bao giờ nó sẽ được thêm vào game. Những cái server nước ngoài thì có rồi. Còn ở server Việt Nam ấy, nếu như mà sớm ấy thì sẽ rơi vào khoảng thời gian khi mà hết cái vòng quay bay màu, tức là khoảng 4 ngày nữa anh em ạ. Còn muộn nhất ấy thì chắc là ngày 27 sắp tới, tại vì ngày 27 là ngày trung tâm một sự kiện mà. Cái tiền để mà quay súng ấy thì không nhiều, nhưng mà cái tiền để mà nâng cấp súng thì thốn thôi rồi. Thằng kia sao cứ bị kẹt cửa sổ đấy nhở? Mình không còn đạn, đâm ra là phải rút thôi anh em. Có 2 viên súng sọt gun thì đâu làm gì được đâu. Bông keo này. Kìa, các bạn ấy săn mình rồi kìa. Hay da, thế mà không gục. Thôi, tập trung vào việc đi kiếm đạn. 2 viên thế này thì bắn cái gì. Ok kìa. Kéo không được, cay thế không biết. Đạn súng trường thì rõ là nhiều. Cái mình cần thì không có, cái mình không cần thì nó lại đây rồi đấy. Đúng là cuộc sống mà. Ây da, bên dưới có người. Trong căn nhà bên kia có người anh em ạ. Thôi, én thôi, chim cút thôi. Chơi theo kiểu an toàn thôi anh em ạ. Không vội vàng được. Hà Nội là không vội được đâu. Rồi xong rồi. Ở đây cũng không có thêm cái gì. Đấy, cái bạn nhà bên kia đang bắn nhau kìa. Mình có nên gian hôi tí không? Làm liều phát. Cao nhân dạy rồi, liều thì mới ăn nhiều. Ê, bình tĩnh nào bạn ơi. Tí nữa thì gục nhá. Làm gì mà căng. Đấy, ít nhất là ban nãy 2 viên, bây giờ là 30 viên. Ngon thì các bạn công ở đây. Mình chờ. Tiếng bước chân rõ đấy nhở. Bên nào, bên nào, bên nào, bên nào. Không nghe nữa rồi. Đạn sọt gan đây rồi. Bên dưới nhà có người. Yếu nha. Thôi, bắn nhẹ nhàng bạn ấy vậy thôi. Mình ra mình... Ê, 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 ê. Mình tính cho bạn ơi, làm gì mà căng thế nhở. Mình chỉ muốn quay lại mình kiếm cây sọt gắn thôi mà. Ê ơi, không chết kìa. Ăn gì mà trâu thế hả bạn? Tuấn heo à? Công nhận là bạn này trâu thật. Bắn từng ấy đạn mà không chết. Dã man. MP này. Không biết là nên bắn MP hay là nên xuống lụm lại cây sọt gắn kia đây. Hàng rào có người.
trước mặt mình lại là đạn shotgun. Mỗi lúc mà mình không cần nó nữa là kiểu gì đi đâu cũng gặp. Hên cho bạn là mình không có lựu đạn đấy nhá. Mình mà có lựu đạn thì không có sau đó nữa đâu. Bạn muốn đấu xem ai lì hơn gì? Ok. Qua đây. Không qua thì mình qua. Không qua thì mình qua. Mình xin nhá. Ây à, bên trên có người kìa. Giữa đồng có người. Các bạn bắn ai mà căng thế? Cho mình góp vui với. Đây rồi. Đây rồi. Một bé. Một bé đã xong. Yếu. Yếu. Nào bạn chạy đi đâu? Nấp ở đấy á. Mình qua bên này rồi nè. Mình qua bên này rồi nè. Nghe tiếng súng thôi đã biết là MAG rồi. Mình còn hai viên. Chạy đi đâu? Yếu lắm rồi nha mẹ. Nhưng mà mình không dám công đâu. Tại vì làm gì còn cái gì đâu mà công. Bom keo thì không có. Súng thì hết đạn. Thôi thì lại quay lại nhặt cây MP này vậy. Chẳng nhẽ có người tới công à? Ui, bom keo này. Ngon. Đúng thứ mình đang cần. Qua đây mà công bạn ơi. Chắc là bạn kia bảo là xác tao nhiều bom keo lắm. Xuống lụm đi mày ơi. Nhưng mà nhầm rồi bạn ơi. Mình lụm hết rồi. 3 2 nhận đi bạn ơi. Sao không trượt rồi. Ê, nhảy ra bắn dính ngay chai lựu. Ghê đấy. À lại chạy kìa. Lại di chuyển nào. Lại di chuyển này. À, vừa chạy lên lầu xong. Mình vừa thấy một cái vệt của cái sờ kiến súng ấy nha bạn. Không biết là vệt của sờ kiến súng hay là vệt của trang phục. Bạn cứ chờ đấy. Mình sẽ tìm cách mình công. Không nấp vào cầu thang à? Cái cửa sổ này thì anh em có thể nhìn thấy góc cầu thang ở trên nhá. Nhưng mà hơi tiếc là bạn ấy lại không nấp vào góc đấy rồi. Đừng nói mình là nấp vào góc ghế nhá. À, thấy rồi. Thấy rồi nha bạn, thấy rồi. Ê, bạn đã nhảy xuống rồi. Cái đầu. Sợ chưa? Mình xin nhá. Bị đơ à? Không biết tại sao tự dưng chạy ra đây xong rồi đứng im. Đây rồi, MAG của mình đây rồi. Đấy. Tự dưng hôm nay cái duyên phải bắn MP. Nãy giờ cứ bắn MAG hết đạn cái là lại có MP. Sướng thế không biết. Ui, có hai người tới kìa. Tí nữa thì one shot được rồi. Mình sẽ công từ phía sau. Ê, đi đâu cho nó gặp ghê thế nhờ. Đấy, nhất các bạn đấy. Các bạn đi vậy thì làm sao mình chơi lại các bạn được. Mình vào bo trước đây. Mình thế nào. Làm hòa vào bo ấy coi. Bắn cố làm gì không biết. Bo thì không lo mà chạy. Lại còn công ẩu này. Chưa. Đi rồi nha. Mình đã không nói gì rồi. Các bạn ấy lại làm tới. Chừa cái thói cậy đông hiếp yếu nhá. Vào bo đây nhỉ. Xa quá. Ê da. Mỗi lần cái bo mà nó lại có con sông nằm giữa kia là mình lại thấy lo. Không biết là nên chọn bên nào đây. Thằng Thao ở giữa cái nơi mà không có một cái gì đất kia thì một trái bom keo liệu rằng giúp bạn sống người không đây. À còn hả. Chờ chút. Gì chứ. Đạn mình còn nhiều lắm. Hụt nha. Tự dưng lại lao ra giữa cái nơi mà chẳng có một cái gì đất.
xong một mạng nữa này. Chúng ta là tổng cộng 6 người. Để xem một cái bo nó về bên nào. Rồi xong. Nó lại vẫn ở giữa à? Mấy cái vòng bo trên đảo trên đường này giỏi chọn cái nơi mà thu về thế không biết. Cứ chỗ nào có nước nó thu về. Lạ thật đấy. Bên kia lại có bom kèo nữa kìa. Khả năng cao là bên kia lại có bắn nhau rồi. Mình thì mình không biết là nên chọn bên nào đây. Nếu như mà cứ ở lì bên này ấy, lỡ bo nó mà về bên kia ấy, thì cũng toang. Mà bơi sang bên kia mà bo nó lại thu về bên này ấy, thì cũng toang. Càng quá. Thôi thì đành lì vậy anh em ạ. Mình sẽ ở cái bên mà nó về nhiều nhất nhá. Bên mép bên này nhiều đất nhất. Đâm ra là mình sẽ chọn bên này vậy. Còn nếu như mà đen quá mà bo nó về bên kia thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm nào được. Còn có 5 người thôi à. Đừng nói mình là một team 4 người nhá. Ê, đau bạn ơi. Ê, sao cả hai phía đều có người này. Mình bị kẹp rồi anh em ơi. Khó cho mình rồi. Như vậy là không phải một team 4 người mà hai team khác nhau. Mỗi bờ một team. Ôi. Bạn ơi. Bo kìa bạn ơi. Cố đấm ăn xôi. Phá bom keo của mình à. Được. Phá đi. Phá đi. Một bé đã xong. Bé bên kia đồ nữa. Đấy. Nhất bạn. Tránh được thì giỏi rồi. Một nha. Giờ thì ai cứu bạn đây? Mi Thư à? Con gái chắc luôn. Này thì công này. Công ẩu này. Yêu Trinh à? Các bạn cùng một team đúng không? Nhưng mà công ẩu thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Cái bạn bên kia lợi thế nhở? Bò thì nó ra giữa sông. Nhưng mà cái mép bò ấy, thì nó lại vẫn còn mấp mé một chút ở cái gì nhỉ? Cái đấy gọi là cái gì ta? Nhà bè à? Hay là nhà ven sông? Ok ha. Cũng may là ban nãy mình bắn nhau, cái đấy nó không hiện lên. Chứ ban nãy mà đang bắn nhau mà nó hiện lên thì cũng dở hơi phết đấy anh em ạ. Này nhỏ này. Nào. Thôi ra. Yếu. Yếu lắm rồi anh em ơi. Đây là cơ hội của mình đây. Hy vọng là bạn ấy sẽ đứng bơm máu để cho mình xuống được bo. À, mày quá. Bo vẫn ở mình một chút. Bây giờ xong luôn rồi anh em ạ. À rồi Tuấn. Ghê đấy. Mỗi đội là hơi đen thôi. Ta-da. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!